này các cô. Ai dở? Ai dở? Cớ sao các con khóc, các con buồn chi? Hỡi các con, nói ta nghe được không? Cớ sao con khóc, con buồn, con buồn? Ta nghe được không? Nhưng mà ông là ai mới được chứ? Các con ơi, hãy nghe đây lời ta nói. Hãy giang ra và nghe lời ta nói thì mới biết ta là ai và đang ở phương nào. Ông ở đâu? Bên phải nha, ta đang đi tới mà không, ta quẹo phía sau lưng. À, sau lưng mà không nghe, không nghe, ta không có phía sau lưng mà ta bên trái. Bên trái là cái ta đi tới không luôn, ta muốn ở trên, ta chui xuống dưới, ta lò qua đây, ta lắc qua bên này. Ông đi ra hướng nào thì con mới biết tìm ông được chứ? Các con tìm ta đúng không? Dạ. Rồi, ta đây. Các con bịt mắt lại thấy ta không? Đây, ta đây. Nhìn đi. Ta đây. Ta, à, ta bên đây. Mình bịt mắt lại sao mình thấy? Đúng rồi. Ủa, quên, ông xí gạt tụi con. Thôi thôi, mở mắt ra nhìn ta nè. Ta đây. Đây. Đâu? 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 Đây. Đâu? Ở đâu? Đây. Đâu? Đây. Đâu? Đâu ông rồi? Rồi, ta đang ngồi nằm hổm dưới đây. À, thấy ông rồi. À, dưới bộ, dưới bộ cây có một ông lão bạc phơ mà sao không có râu. Ôi, ông là ai vậy? Ông là ai vậy? Ủa, nãy giờ cái ta làm ì xèo, các con cũng không nhận ra ta là ai sao? Dạ không, dạ không. Trời ơi, ta có phép thuật mà các con không biết ta là ai. Sao ta tự trên ta bay xuống, ta tự dưới ta lòn lên, ta qua phải qua trái. Nhưng mà tóm lại là ông là ai? Xin trân trọng giới thiệu. Ta theo dân gian người ta gọi á là ông Bụt. Còn nói theo câu chữ văn từ thì âm bờ u tờ út bộ út nặng bụt. À, ông Bụt. Đúng rồi, ta là ông Bụt. Mà tụi mình hay gọi là ông Tiên á. Đúng rồi, ta là ông Tiên luôn. Hả? Hả? Ông là Bụt. Bụt Bụt là ông. Ông là ông Bụt. Bụt là ông, ông là ông Bụt nè. Con làm nó sợ quá à. Thôi, ông đừng xí gạt tụi con. Xí gạt. Ba mẹ tụi con nói á, ông Bụt với ông Tiên á là phải râu tóc bạc phơ. Ông không có râu sao ông là ông Bụt được? Đừng xí gạt tụi con nghe. Trời đất ơi, tưởng đâu có gì, nãy giờ tôi tưởng là kiểu như là không phải là ông Bụt, bởi vì nhìn cái mặt trang ác quá không có giống Bụt, thì ra là thiếu râu. Các con không dạ, là đúng rồi. Dễ ẹt. Ta là Bụt mà, tao có phép thuật á. Nhìn ta đây. Ô kiếm! Ô hay quá, nói đâu này ông Bụt đeo râu ngược. Nhưng mà ông Bụt hay, ông Bụt nói ông Bụt có râu là có nguyên một bộ râu. Trời ơi, râu giả thấy chưa, tôi nói rồi. Hồi nãy con thấy ông đeo râu ngược là con biết ông đeo râu giả rồi. Muốn đi về quá, không muốn xuống đây luôn. Muốn đi về trển cho rồi, đi xuống đây chơi mấy đứa nhỏ mà ăn hiếp. Nhưng mà bây giờ nếu ông muốn tụi con tin ông là ông Bụt á thì ông phải có phép thuật nè. Tụi con mới tin. Thì Bụt có phép thuật. Cái ông muốn gì? Cái giỏ đâu, cái giỏ đâu? Cái giỏ gì? Ông Bụt cho con có giỏ cá đầy đi ông Bụt. Đúng rồi. Ông phải biến đem con một thúng cá đầy đi. Dạ đúng rồi. Trời đất ơi, mang xuống có chút xíu phép mà kêu biến một cái thau này chắc là phải đi mua thêm. Một con cũng được. Dạ. Một con là phải không? Dạ. Chị đi. Hồ biến. Biến đi Bụt. Một con cá. Một con cá màu trắng. Con cá có râu luôn, đi hạt trong Bụt luôn. Mất tiêu rồi. Tên ta là Bụt chưa?
Thôi ông Bột biến lại con cá đi, con chơi đi. Con cá nãy đẹp á, con cá màu trắng, cái đầu to vậy nè, giống ông Bột. Mẹ lại cưng nghe sợ luôn. Không biến. Sao dạ? Ủa đâu phải muốn biến con, phép thuật đâu thể dùng bừa bãi vậy được. Muốn có cá thì các con phải đi bắt, chứ đâu có tự nhiên mà có sẵn cho các con được, đúng không? Muốn ăn thì lăn vào bếp, muốn có được kết quả tốt thì chúng mình phải chuyên cần lao động lên. Thôi bây giờ như vậy, ông Bụt có phép, bây giờ ông Bụt biến cho tụi con nha. Học thiệt là giỏi, tụi con sẽ thi đậu nè, mà tụi con không cần học bài. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Đúng rồi, giỏi rồi. Dạ, biến nha, biến nha. Muốn thông minh đúng không? Dạ đúng rồi. Không cần học bài đúng không? Đúng rồi. Học. Sao dạ? Ủa đâu dễ vậy con? Bụt nói rồi, Bụt nói rồi. Bụt năn nỉ Bụt mà. Không, các con hỏi vậy là Bụt biết các con thông minh dữ lắm mà đó mới hỏi vậy. Nhưng mà Bụt nói các con nghe nè, mình muốn giỏi mình phải vào lớp. Vào lớp nghe thầy cô giảng bài, ra lớp phải thuộc bài, về nhà phải học bài, vô lớp thì phải trả bài. Rồi từ đó các con sẽ trở thành những người thông thái, học thiết là giỏi, trở thành những học sinh xuất sắc. Rồi lúc đó là xuất sắc rồi, đến lúc đó giỏi rồi. Thôi, tụi con giỡn với ông Bụt thôi, chứ hả tụi con học bài hết trơn rồi, đúng rồi, hết rồi tụi con mới rủ nhau đi ra đây bắt cá đó. Đúng rồi đó Bụt, tụi con mới làm hết công chuyện nhà luôn, bài vở về nhà tụi con làm hết luôn. Còn rồi đó. Giỏi quá, biết là giỏi nhất nè. Này chắc không học bài học hành gì đâu. Ra đi chơi quên học bài học hành. Nhưng mà Bụt ơi, tụi con học giỏi chăm ngoan vậy đó, giờ Bụt không có biến cá cho tụi con chơi nè. Thưởng cho con cái gì đi. Dạ đúng rồi, dạ, đúng phải thưởng hả? Phải thưởng. Bụt thì không có sắp cái gì xuống thưởng. Nhưng mà Bụt nhớ rồi. Như vậy xuống đây là không phải một mình Bụt. Bụt xuống đi, có thêm một ông Bụt nữa hả? Không. Có một cái người đặc biệt lắm mà các con gặp là các con sẽ thích liền luôn. Ai vậy Bụt? Thì cái người này đó mặc nguyên bộ trắng bóc đó trời ơi, đây nè, xuống tới rồi, ở đây, cái gì, xuống đây nè, cái chân đây nè, bên đây nè, bộ trời ơi, bay lại đường lạc này, phải qua đây nè, không phải, sau lưng nè, bộ ở đâu, sau lưng cái gì đâu, đâu, trời ơi. Chào cô Tiên. Ông Bột quá, dọn ông Bột luôn. Sao vậy? Cô Tiên xuống đây, cô Tiên không biết đường, đi theo ông Bột mà ông Bột bay lẹ quá à. Cô Tiên bay theo không có kịp nên lạc đường luôn, cứ lượn qua rồi lượn lại rồi không biết chỗ đáp xuống luôn. Đúng rồi đó ông Bột, hồi nãy ở đây cũng vậy nè, cũng có một bà mẹ cá bóng đó cũng dẫn con đi chơi xong rồi đi lạc luôn á. Ở đây dễ lạc quá ha con. Đúng rồi, không phải chứ không phải do sủi soạn quá rồi cái Bột chờ hoài không được, Bột đi xuống trước á. Đâu có đâu, cô Tiên đâu có sửa soạn gì đâu. Cô Tiên, hồi nãy ông Bụt nói là tụi con học giỏi á, cô Tiên sẽ thưởng đồ cho tụi con á. Cô ông Tiên Bụt thưởng ơi, gì vậy? Dạ. Các bạn ở đây học giỏi lắm hả ông Bụt? Học giỏi dữ lắm. Học giỏi thì phải có quà. Quà gì vậy cô Tiên? Đúng rồi, cô Tiên á, lâu lâu được hạ trần gian để xuống chơi với các bạn thì phải có món quà đặc biệt. Quà gì vậy? Từ từ, hồi nãy á, cô Tiên ba ngang trường mầm non đằng kia kìa. Cái cô Tiên thấy các bạn đang hát hay quá, cái cô Tiên mới đáp xuống, cô Tiên nghe, cô Tiên học rồi thuộc luôn. Bây giờ cô Tiên hát bài đó cho các bạn nghe nha. Dạ, cô Tiên hát đi. Vậy thì các bạn phải hát chung với cô Tiên nha, bài này ai cũng thuộc mà đúng không? Dạ. Ca rồi sẽ biết. Bây giờ cô Tiên sẽ hát cho các bạn nghe nè. Nghe là biết bài gì liền. Bài cả nhà thương nhau. Dạ.
nữa đi con tiên. Rồi, bây giờ bài này thuộc, bài sau cũng thuộc nha. Dạ. Đẹp ghê con ha. Trời ơi, nhìn nó bụng là thích đẹp rồi. Một con vịt tuệ ra hai cái cánh. Nó kêu rằng cáp 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 cáp. Gặp hồ nước nó bị bà bị bấm. Lúc lên bờ dãy cái cánh cho khô. Một con vịt tuệ ra hai cái cánh. Nó kêu rằng cáp 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 cáp. Gặp hồ nước nó bị bà bị bấm. Lúc lên bờ dãy cái cánh cho khô. Thấy có con chơi vui vẻ rồi, bây giờ mình học không? Mình học, học. Dạ học, dạ học. Vừa chơi vừa học là giỏi lắm á. Hồi đó Bột cũng vậy á, giờ Bột mới giỏi á. Đúng rồi. Mà mình học cái gì vậy Bột? À, thấy học à, học à. Thôi giờ học lịch sử đi. Lịch sử. Ông Bột ơi, hồi nãy á, tiên bay kiếm ông Bột cái tiên lượn qua xóm trên kìa, cái xóm đằng kia kìa, cái tiên thấy á, các bé ở xóm trên đang tập hát đó, tập hát. Mà không phải hát bài giống bé rồi, giống bé cho các bạn hát vừa rồi đâu, hát trích đoạn cải lương luôn đó. Ồ, hả? Mà nói về một nhân vật lịch sử rất là nổi tiếng. Ồ, vậy thì bây giờ chúng mình đi chạy u lên đó. Chạy u lên đó cái mình chơi chung với các bạn. Rồi mình hát chung với các bạn luôn nha. Dạ. Nhưng mà không được ông Bột. Bây giờ trước khi đi á thì mình phải đố các bạn. Nếu các bạn trả lời đúng thì mới được đi, chịu không ông Bột? Ừ, con đố đi Bột không biết. Đố đi, đố đi, cô Tiên đố đi, đố đi. Rồi các bạn nghe nè nha. Ừ. Vua gì từ thuở ấu thơ cờ lao tập trận chờ ngày khởi binh là vua gì biết không? Vua Quang Trung đúng không? Sao em biết? Sao con biết nè. Vậy vua gì? Dạ chắc chắn là Thánh Giống rồi. Trật lớn luôn. Cô Tiên ơi, cô Tiên đừng có buồn. Các bạn ở đây ghẹo cô Tiên thôi. Chứ tụi con á là cũng tập ở trong trích đoạn đó đó. Hả? Tại tụi con trốn tập, tụi con ra đây bắt cá thôi. Wow. Vậy thì các bạn đóng vai gì? Tụi con hả? Đóng vai dân làng nè. Tụi con là giai siêu quậy nè. Trời ơi, vậy thì còn chần chờ gì nữa, chúng ta đi qua bên kia thôi. Dạ, dạ, dạ đi. Mình sẽ diễn cho ông cô Tiên và ông Bột coi luôn. Đi bộ luôn, đừng có mai nữa ông Bột. Đi ông Bột. Đi. Đi.